Xin chào tất cả các anh chị và các nhà đầu tư thân mến nha. Video hôm qua em đã hướng dẫn cho tất cả anh chị kích hoạt mua gói cổ phiếu của công ty Cronos của là công ty thứ năm của tập đoàn Watford mua lại nha tất cả anh chị. Đây thì em mình mua tối thiểu là 10 gói nha tất cả anh chị. 10 gói nghĩa là 100 đô đó, anh chị trả trước 3% là bằng 30 đô. Còn 7% anh chị trả sau. Anh chị muốn mua bao nhiêu thì mua từ 10 gói lên, từ 10 gói lên. Đây thì em sẽ cập nhật lại lợi nhuận cho tất cả anh chị tham gia lợi nhuận của Watford nha anh chị. Tôi đã cung cấp khách hàng cho cơ hội duy nhất để mua cổ phiếu của công ty Cronos ngay bây giờ để đảm bảo lợi nhuận sau khi thành lập công ty, điều khoản đầu tư của bạn sẽ tăng gấp 3 lần. Hiện tại là công ty hứa cho tất cả các bạn anh chị là sẽ gấp x3 tài sản anh chị, nhưng mà triển vọng là thị trường ngách tập trung hẹp của công ty có khả năng là lên thêm tới 5 và đôi khi tăng lên x10 tài sản nha các anh chị. Của các chuyên gia chúng tôi xác định mức tăng tối thiểu là 3 lần, nghĩa là công ty hẹn là tăng từ 3 lần lên tới 10 nha anh chị. Bạn có thể bán cổ phiếu của mình ngay sau khi thành lập công ty và nhận được lợi nhuận gấp 3 lần. Ngoài ra mọi khách hàng có thể lưu cổ phiếu trong danh mục đầu tư của mình và nhận lợi nhuận ổn định hàng tuần của chúng tôi là rất là tuyệt vời nha anh chị. Sau khi chương trình này kết thúc, tất cả anh chị nào muốn bán thì bán, còn không muốn bán thì có thể để lại nhận cổ tức về hàng tuần nha anh chị. Nhận hết hợp đồng hết 1 năm, chờ 1 năm anh chị có thể bán hết cổ tức đó ra cũng được. Rất là tuyệt vời anh chị. Đây thì em sẽ cho anh chị một cái website của công ty Cronos nha anh chị. Chị chờ mà em chút. Đây thì công ty này là chủ yếu là dược phẩm tái chế ra những sinh học cho dược phẩm anh chị, như là để tái chế thuốc để bảo vệ sức khỏe cho con người thôi. Em có một cái video hướng dẫn cho tất cả anh chị, rất là tuyệt vời nha tất cả anh chị. Và công ty hứa trong vòng 5 năm nữa sẽ ra thành lập 28 công ty. Anh chị cố gắng đăng ký một cái tài khoản và cố gắng xây dựng hệ thống đi. Còn bạn nào, anh em chị nào không biết cách rút tiền thì có thể liên hệ với em anh chị, hoặc có thể bấm nút chuông đăng ký để cập nhật những clip rút tiền từ em. Chị chào tạm biệt tất cả anh chị nha.